Hello, cô gửi hướng dẫn làm bài tập về nhà của Unit 1 Lesson 5. Phần này thì các con tổng hợp toàn bộ các từ vựng đã học của chủ đề Formally. Bài số 1, Circle the old one out. Các con sẽ khoanh tròn một từ khác loại nhé. Bài số 2, Look and write. The first one is done. Các con hãy nhìn các từ bên dưới này. Sau đó các con quan sát hình ảnh và các bạn con viết số và các tranh tương ứng nhé. Ví dụ từ số 1 là brother thì người ta đã hoàn thành cho các con đánh số 1 vào đây rồi. Đấy nhỉ? Tương tự như vậy, các con hoàn thành nốt. Bài số 3, read and circle A or B. Các con đọc câu này và khoanh tròn đáp án A hoặc B. Number 1, my dad is tall. Number 2, my sister is short. Các con quan sát hình và khoanh tròn cho cô nhé. Number 3, this is my brother. Number 4, this is my grandmother. Number 5, this is my grandfather. Các con nghe kỹ, nhìn quan sát tranh.